The correct words. Em hãy khoanh vào từ mà em cho là đúng. Câu số 1, người ta sẽ làm mẫu nè. Cô giải thích câu số 1 nè. My favorite sport is tennis. What's yours? Thì cái câu này người ta đang nói là gì? Môn thể thao ưa thích của tôi là môn quần vợt. Còn môn thể thao ưa thích của bạn là gì? Vậy thì cái chữ your này là một cái đại từ thay thế cho chữ what's your favorite sport? What's your favorite sport? Thì cái chữ favorite sport đã lặp lại ở phía trước cho nên cô không có dùng nó nữa mà cô thay thế với what's yours? Yours. Hiểu chưa nào? Rồi bây giờ câu số 2. I found a bag. Tôi tìm thấy một cái túi. Is it? Em chọn my hay là your? Cái túi của bạn hay là cái túi của tôi? Vậy thì ở đây mình đặt câu hỏi là cái túi của bạn phải không? Thì chúng ta sẽ dùng từ is it yours? Is it yours? Cái túi của bạn phải không? Thì cái chữ yours này đang viết tắt của chữ your bad. Nhưng mà mình không có được lặp lại từ bad ở phía trước, lặp từ là không được. Cho nên chúng ta chỉ nói là what yours? Is it yours? Được chưa? Câu số 3. This book isn't my book. Quyển sách này không phải là quyển sách của tôi. Rồi, quyển sách của tôi màu xanh hay là quyển sách của bạn thì màu xanh? Vậy thì ở đây mình sẽ chọn cái chữ nào đây? My, tức là quyển sách của tôi là my book. Quyển sách của tôi màu xanh, còn quyển sách của bạn, đây nói là quyển sách của bạn phải không? Cái câu hỏi phía sau nè. Cái câu này nó hơi dài thì em phải hiểu là cái này, quyển sách này không phải của tôi. Rồi, quyển sách của tôi màu xanh thì mình mới hỏi tiếp, đây là quyển sách của bạn phải không? Đó, vậy thì ở đây ngay chỗ cái vị trí chúng ta cần khoanh, chúng ta sẽ khoanh từ my. Đây chính là viết tắt của chữ my book. Rồi, câu số 4. I saw a red hat on the table. Tôi đã thấy một cái nón màu đỏ trên bàn. Cái nón của bạn màu đỏ phải không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn là yours. Câu số 5. What's your favorite ice cream? Món kem ưa thích của bạn là gì? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả lời món kem ưa thích của tôi là chocolate. Mine is chocolate. Và câu số 6. Do you have a ruler? Bạn có cây thước không? Cây của tôi thì ở nhà. Mine is at home. Thì chúng ta chọn từ mine. Ok. Rồi, bây giờ đây là đáp án nha. This is the answer key. Rồi, các em sẽ có một phút để sửa bài. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới bài tập B. Đó là bài viết và dùng từ and or từ or. Thì cô nhắc lại chữ and dùng cho câu khẳng định, còn chữ or dùng cho câu phủ định. Thì nhìn vào trong những cái gương mặt icon, cười và vui và không vui. Vui là khẳng định, thích, còn không vui là phủ định, không thích cho cô nha. Rồi, bây giờ các em nhìn câu mẫu. Tôi thích môn lịch sử, phải. Môn IT, phải rồi tới chữ and nè. And, physics rồi chấm. Rồi bây giờ tới câu số 2. Câu số 2 đây là icon không thích. Vậy thì chúng ta sẽ ghi là I don't like. I don't like art. Rồi, dùng từ and hay từ or nè? And hay or? Đúng rồi, mình sẽ dùng từ or. I don't like art or music. Câu số 3. I like literature and biology. Câu số 4. I don't like PE, phải, geography, phải, or
physics. Chấm. Rồi câu số 5. I like music. Phẩy. Literature. Phẩy. And art. Chấm. Alright, very easy. This is the answer. Can you please take a look? Okay, we turn to D. Now, with your partner, say what subject you like and don't like. Bây giờ em sẽ làm việc với một người bạn của em và em hãy nói là môn học gì mà em thích và không thích. Đi theo cái mẫu câu này cho cô. I like math and history. Tôi thích môn toán và môn lịch sử. Nhớ có and với or nha. Dùng and với or cho cô. I don't like physics, art or IT. Tôi không thích vật lý, vẽ hay là hoặc là môn công nghệ thông tin. Thì các em sẽ làm theo mẫu này cho cô. Và em nhớ đối với khẳng định like thì dùng and, còn phủ định don't like thì dùng or cho cô. Phải chưa nào? Ok. We turn to pronunciation. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần phát âm. Phần phát âm của chúng ta đó là phần em sẽ phát âm theo mẫu này cho cô. Intonation. Đối với cái câu khẳng định thì up, up, down. Up, up, down có nghĩa là sao? Tôi thích môn lịch sử. I like history. Lên giọng. Math. Lên giọng. And geography. Xuống giọng chỗ này cho cô. Đấy chưa? Mình lên giọng cái môn học thứ nhất, lên giọng môn học thứ hai và cái cuối cùng chúng ta sẽ xuống giọng. Thì thí dụ như bây giờ chúng ta có 4 môn thì 3 môn đầu tiên chúng ta lên giọng up up up. Và môn cuối cùng đành down, mình down xuống cái môn cuối cùng. Rõ chưa nè? Bây giờ các em sẽ nghe một cái câu và tập trung vào cái âm điệu của nó lên và xuống nha. Đây hai câu này. Ok. Unit 2. School. Lesson 1. Track 20. Pronunciation. Listen to the sentence and focus on how the intonation goes up then down. I like history, math, and geography. I like history, math, and geography. Mình lên giọng ở ngay chỗ cái chữ history. I like history. I like history, math, and geography. Okay? Rồi bây giờ tiếp tục. I like biology, physics, and literature. I like biology, physics, and literature. Xuống giọng ở cuối câu cho cô. Đấy chưa? Okay? Listen and cross out the word with the wrong intonation. Em sẽ... Bây giờ cô sẽ cho các em nghe và em hãy đánh dấu gạch ngang cái câu nào mà em thấy là có cái intonation, có cái âm điệu phát âm sai. Nhớ cho cô nè, lên lên xuống. Math lên, science là lên giọng, history là xuống giọng. Art là lên giọng, music là lên giọng và physics là xuống giọng cho cô. Rồi bây giờ các em sẽ nghe coi coi cái câu nào người ta đọc sai để mình gạch bỏ câu đó ha. Unit 2. School. Lesson 1. Track 21. Pronunciation. Listen and cross out the one with the wrong intonation. I like math, science, and history. I like art, music, and physics. Ok, em thấy cái câu nào sai nè. Mình thấy câu ở dưới sai. Tại vì người ta đang đọc cái chữ physics này lên giọng. I like art, music and physics là sai rồi. Mình phải đọc là I like art,
music and physics thì mới xuống giọng thì mới đúng. Cho nên lúc này chúng ta sẽ gạch bỏ câu số 2, gạch bỏ câu ở phía dưới cho cô, rồi chưa, mình sẽ chọn câu ở phía trên, tại câu phía trên trả lời đúng. Ok, practice, luyện tập. Cái này mình dễ vào lớp luyện tập với bạn của mình nha. Mình chỉ là việc đóng vai thôi, một người hỏi và một người trả lời. Rồi, speaking cũng vậy, chúng ta cũng sẽ làm việc với bạn của mình ở trong lớp. Alright, we stop in here. Goodbye and see you later.